Tuần này, 11 thí sinh của chương trình đã rời thành phố Hồ Chí Minh để tới với thành phố biển xinh đẹp Phan Thiết. Ở đây, các thí sinh của chúng ta đã có một bất ngờ. Chạy trên biển thực sự rất là khó với mình, phải chạy dưới nước vì sức nặng của nước rất là nặng, làm cho bước chân mình cảm giác như không thể nhấc nổi lên. Cảm giác sóng đánh vào, mỗi lần đánh vào như một cái cơn ác mộng. Đã mệt rồi còn dự kiến như vậy, bay qua những thanh xà mình lên không nổi, dướng vô cái thanh xà rất là nhiều, rất là đau. Mình sẽ rất là nặng, cứ kéo được một vòng đầu thì nhẹ, nhưng mà đến vòng thứ hai thì cát nó ở trong cái bánh xe làm mình không thể kéo được. Cái này là mình không ngờ là thêm một bài tập mới, đó là sáng sớm mình đi ra đồi cát. Khi mới chạy xong vòng thứ nhất đó là mình đã gần như là thở được không ra hơi. Ba vòng rồi, hai vòng nữa thôi, cố lên. Ngày hôm nay mới là ngày khắc nghiệt. Thực sự là cái nắng nó làm cho mình choáng đầu óc, chạy không nổi. Góc cuối rồi. Em cảm thấy rất là khó khăn, nhưng mà em sẽ cố gắng tập thật nhiều để giảm cân.